Thưa quý khán giả, nhằm giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về ngành nghề cũng như cảm nhận thực tế sản xuất nông nghiệp tại địa phương, Trường Trung học cơ sở Lê Thị Cẩm Lệ, thành phố Bạc Liêu đã phối hợp với Hợp tác xã Rau Sạch Đoàn Kết tổ chức chương trình trải nghiệm một buổi làm nông tại Hợp tác xã cho hơn 300 học sinh của trường. Đây cũng là hoạt động trải nghiệm được trường duy trì trong những năm gần đây gắn với chương trình học cho các em. Tham gia buổi trải nghiệm, các em học sinh được thầy cô, xã viên hợp tác xã hướng dẫn cuốc đất, rải phân, gieo hạt, phủ đâm cho luống rau và tưới nước cho rau. Các em cũng tự tay thu hoạch rau từ hợp tác xã đem về nhà như một món quà sau một buổi lao động. Dù còn bỡ ngỡ vụng về khi thực hiện các thao tác làm nông, nhưng các em rất hào hứng tham gia. Những đôi bàn tay nhỏ vẫn cố gắng làm đầy đủ các công đoạn gieo trồng và thu hoạch. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt, lấm tấm trên lưng áo, nhưng gương mặt của các em lại rạng rỡ khi tự tay thu hoạch được những bọc rau to mang về cho mẹ. Con rất là vui khi mà nhà trường có tổ chức cái hoạt động vui vẻ và bổ ích như thế này. Nó không chỉ giúp tụi con trải nghiệm được những điều mới mẻ mà còn hái được vài bó rau về cho gia đình. Đối với các em học sinh, buổi trải nghiệm là bài học chân thật nhất về lao động sản xuất và cho các em hiểu cảm nhận sâu sắc về những vất vả của từng ngành nghề, đồng thời là dịp để các em rời xa những thiết bị công nghệ, vui chơi ngoài trời, hòa mình với thiên nhiên và lưu lại những kỷ niệm đẹp. Vì vậy, dù khá mệt sau một buổi trải nghiệm, nhưng hầu hết các em đều mong muốn được tham gia thêm những buổi trải nghiệm thực tế tương tự. Con rất là mệt và cảm thấy hơi nắng, nhưng mà chúng con đã cảm nhận được sự vất vả của các chú nông dân để tạo những bó rau này. Con rất mong muốn được nhà trường tạo những chuyến vui chơi vui vẻ, thú vị, bổ ích cho chúng em như thế. Dù thực hiện chương trình trải nghiệm với quy mô lớn, đội ngũ thầy cô giáo sẽ rất vất vả. Tuy nhiên, đổi lại chương trình rất thành công, nhất là sự háo hức đón nhận của học sinh trường sẽ là nguồn động lực lớn để trường tiếp tục duy trì thực hiện. Nhà trường thấy là đã tổ chức những hoạt động này rất là có hiệu quả và rất là bổ ích ở trong cái chương trình mới. Thì thầy cô trong trường cũng đã dạy những cái bài học mà nó rèn luyện những cái kỹ năng. Và sau đó thì các em sẽ đi thực tế và sẽ vận dụng những cái kỹ năng này vào những cái chuyến trải nghiệm để cho các em tự áp dụng vào trong cái cuộc sống và trong cái chuyến trải nghiệm mà mình sẽ tham gia. Việc các nhà trường triển khai hoạt động trải nghiệm cũng là cơ hội lớn cho các địa phương vùng ven thành phố Bạc Liêu và các địa bàn lân cận phát triển các dịch vụ du lịch trải nghiệm, nhất là các hợp tác xã sở hữu diện tích nuôi trồng lớn, mở rộng thêm ngành nghề, đa dạng nguồn thu, đóng góp chung cho sự phát triển của địa phương. Lấy hợp xã là những điểm để chỉ đạo chung và một số cái mô hình của hợp tác xã hiện nay giống như là mô hình trồng trọt, sau đó thì tới phát triển mô hình chăn nuôi và chọn những cái khu đất mà để định hướng tới phối hợp với các trường cũng như phòng giáo dục là làm những cái điểm để cho các em có cái buổi trải nghiệm thực tế trên cơ sở là trong những giờ học của các em mà được giáo viên hướng dẫn. Chương trình trải nghiệm thực tế làm nông cho các em không chỉ là những buổi ngoại khóa hết sức bổ ích, giúp học sinh có thêm cơ hội ôn tập lại kiến thức các môn học, mà còn rèn luyện kỹ năng cuộc sống, sự am hiểu về thực tế kinh tế xã hội địa phương, hiểu hơn những nỗi cơ cực của người làm nông, giá trị của sức lao động để tạo ra sản phẩm, từ đó giúp các em hình thành và nâng cao ý thức đóng góp cho xã hội ngay hôm nay và trong tương lai.